Trương Thành Nguyên tác Trương Thành Có người họ Trương ở đất dự Tổ tiên là người đất tề Khi có binh nạn Đất tề loạn lớn Vợ Trương bị quân lính bắt mất Trương thường đến đất dự buôn bán Bèn ở lại đó Lấy vợ ở đất dự Để được một người con tên là Nột Chẳng bao lâu vợ chết Lại lấy một người vợ kế Để được một đứa nữa là Thành vợ kế là ngưu thị người dữ tợn ghét nột lắm nuôi như đầy tớ cho ăn cơm rau cỏ bắt đi lấy củi mỗi ngày phải một bó lớn không đủ thì đánh mắng thầm tệ còn thành thì cho ăn ngon theo học thầy ở trường thành dần lớn tính hiếu để không nỡ nhìn anh khó nhọc ngầm khuyên can mẹ mẹ không nghe một hôm nột vào núi kiếm củi chưa xong chợt trời mưa to gió lớn đèn tránh mưa ở dưới hốc núi. Mưa ngớt thì trời đã chiều, trong bụng đói lắm, vác củi về. Mẹ ghẻ thấy ít, giận không cho ăn. Nột đói lã, vào buồn nằm thẳng cẳng. Thành ở trường về, thấy anh ủ rũ, hỏi. Anh ốm hả? Đáp, đói. Hỏi tại sao? Nột đem tình hình kể cho nghe. Thành xịu mặt đi ra. Một lát sau, ôm bánh đến cho ăn. Anh hỏi bánh ở đâu ra em lén nhờ bà hàng xóm làm nhưng cứ ăn đừng nói nữa nột ăn bánh dặn em lần sau đừng làm như vậy việc lộ ra lụy đến em vả lại ngày ăn một bữa có đói cũng không chết thành nói anh vốn yếu đuối làm sao kiếm được nhiều củi ngày hôm sau ăn xong lén đi vào núi đến chỗ anh lấy củi anh trông thấy sửng sốt mà hỏi em làm gì đấy Đáp, định kiếm củi giúp anh đấy. Hỏi, ai bảo đến? Đáp, em tự ý đến. Anh nói, em không kiếm được củi, ví dụ có kiếm được, cũng không được phép. Nói xong dục em về, Thành không nghe, lấy tay bẻ củi giúp anh, nói, ngày mai phải mang theo cái búa mới được. Anh chạy lại, thấy ngón tay bị trầy da, giày bị thủng, thương xót bảo. Mày không về mau Tao lấy búa tự tử chết ngay bây giờ Thành bèn về Anh đưa đi nửa đoạn đường mới quay lại Kiếm xong củi Đến nhà thầy học dặn rằng Em cháu còn nhỏ Nên răng chừng nó kẻo trong núi có hổ lan rất nguy hiểm Thầy bảo Buổi sáng không biết nó đi đâu Ta đã đánh rồi Nột về bảo Thành Không nghe lời tao phải đòn đó Thành cười mà nói Em không đi nữa đâu Hôm sau, Thành vẫn vác búa đi. Anh sợ hãi nói, ta đã bảo mày đừng đi, sao lại thế? Thành lặng thinh, cứ mãi miết kiếm củi, mồ hôi ra nhễ nhại. Được một bó, lặng lẽ ra về. Thầy bèn quở trách, Thành thưa thật. Thầy khen có nét tốt và không ngăn cấm nữa. Anh nhiều phen ngăn cản, nhất định không nghe. Một hôm, cùng mấy người kiếm củi ở trong núi, chợt có một con hổ đến, bọn họ sợ chạy trốn mất hổ ngoạm thành tha đi hổ vì tha người nên đi rất chậm bị nột đuổi kịp lấy búa chém trúng hông hổ đau chạy cuốn lên không thể đuổi kịp nữa nột khóc lóc đau đớn mà quay trở lại mọi người khuyên giải nột càng khóc lóc thảm thiết nói em là con cưng của mẹ lại vì tôi mà chết tôi sống làm gì đoạn lấy búa từ chặt vào cổ họ vội cứu thì đã chém sâu vào thịt đến một tấc máu chảy vọt ra mê man tưởng chết bọn họ sợ hãi xé áo buộc vết thương cùng nhau đỡ về bà mẹ khóc lóc chửi mắng mày giết con tao lại vờ cướp cổ để tránh tội phải không nột rên rỉ thưa rằng mẹ chớ phiền não em con chết con nhất định chẳng sống đặt nằm trên giường vết thương làm đau đớn không ngủ được chỉ ngồi dựa vào vách mà khóc người cha ngày đêm chỉ sợ nột chết đến bên giường bón cho ăn vừa ăn được một chút, Ngưu thị trông thấy lại mắng xa xả, nột nhịn ăn ba ngày thì chết. Trong xóm có một ông đồng bị tẩu vô thường. Chú thích, người đi đường bỗng nhiên nhảy lên ba bốn bước rồi nằm vật ra bất tỉnh như chết. Sau đầy nửa ngày hoặc một ngày, tự nhiên tỉnh lại. Đấy là do dưới âm phủ gặp lúc nhiều việc, quỷ sứ không đủ, phải tạm bắt người trần để phụ sung tập dịch. Đây gọi là tẩu vô thường theo sách ngữ quái của Doãn Chúc Minh. Nột đi đường gặp, kể lễ hết nỗi khổ hôm trước, nhân hỏi thăm em ở đâu, ông Đồng nói là không biết, đoạn quay lại dẫn nột đi. Đến một nơi đô thị, thấy một người mặc áo thâm ở trong thành đi ra, ông Đồng đón đường hỏi thăm dùm, người mặc áo thâm lấy sổ ra xem, trong sổ cả đàn ông đàn bà hơn 100 tên mà tìm không có ai họ trương cả. Ông Đồng hỏi hay là cuốn sổ khác? Người áo thăm nói, lộ này thuộc thẩm quyền của tôi, sao có thể sai lầm được? Nột không tin, ép ông đồng ra thành. Trong thành ma mới ma cũ đi lại rầm rập, cũng có ma quen, bèn hỏi thăm nhưng không ai biết. Chợt thấy cùng xôn xao nói, Bồ Tát đến. ngẩng đầu lên không trung, thấy có một người cao lớn trên dưới tỏa hào quang sáng bừng khắp một vùng trời. Ông đồng mừng bảo nột, cầu cả có phúc thay mấy ngàn năm bồ tát mới xuống âm ti một lần cứu mọi khổ não nay được gặp ở đây bèn lôi nột quỳ xuống các ma cũng rối rít chắp tay lâm râm niệm phật tiếng từ bi cứu khổ vang trời dày đất bồ tát lấy cành dương rảy nước cam lồ khắp cả hạt nhỏ như bụi một lát cam lồ thu hào quang không thấy bồ tát đâu nữa nột cảm thấy trên cổ có nước cam lồ thấm ướt nơi vết thương cũng không đau nữa. Ông Đồng lại dẫn Nột cùng về, trông thấy cổng làng mới từ biệt mà đi. Lúc ấy, Nột chết đã hai ngày, chợt sống lại, đem hết chuyện đã gặp, kể lại cho người nhà nghe, nói là Thành chưa chết. Kế mẫu cho là bìa đặt vu vơ, lại chửi mắng. Nột mắt oan không cách nào giải tỏa được. Rờ vết thương thấy khỏi thực, cố sức đứng dậy, lại cha mà nói. Con sẽ đi lên non xuống biển để tìm em, nếu con không gặp thì trọn đời không trở về nữa. Xin cha cứ coi như con đã chết rồi. Ông bố nhìn con thương xót, đưa con đến chỗ vắng ôm nhau cùng khóc không dám giữ lâu. Nột đèn ra đi, thường ở trên quãng đường đông người qua lại để hỏi thăm tin em. Dọc đường tiền lương càng sạch, phải ăn xin mà đi. Qua một năm đến Kim Lăng, quần áo rách mướp, lom khom đi ở bên đường. Chợt gặp hơn 10 người, cưỡi ngựa rầm rộ đi qua nộp chạy trốn sang bên đường. Trong đám có một người vẽ như quan lớn, tuổi trạc 40 trở lại, có lính tráng cưỡi ngựa rầm rộ theo hầu phía trước phía sau. Lại có một thiếu niên cưỡi con ngựa nhỏ, quay đầu nhìn nộp nhiều lần. Nộp ngỡ đấy là một công tử con quan không dám nhìn lại. Thiếu niên dừng ngựa một lát, chợt nhảy xuống kêu lên. Có phải anh ta không? Nộp nhìn kỹ thì là thành, đau lòng quá, nắm tay khóc thất thanh. Thành cũng khóc mà nói, sao anh phiêu bạc đến nỗi này? Nột kể lễ sự tình, Thành càng thương xót. Mọi người đều xuống ngựa hỏi nguyên do, rồi bẩm với vị quan lớn. Quan lớn ra lấy một con ngựa nhường cho nột, cùng sóng cương đi về, đến nhà mới hỏi cặn kẻ. Trước kia, hổ ngoạm Thành tha đi, không biết đặt ở bên đường lúc nào. Nằm ở bên đường suốt một đêm, chợt có trương thiên hộ đi từ trong quận đến, qua đó thấy người có vẻ chạnh lòng thương mà vỗ về dần dần sống lại hỏi rõ quê quán thì đã xa lắm thiên hộ bèn mang về xoa so thuốc vào các vết thương mấy ngày mới khỏi thiên hộ không có con nhận thành làm con nuôi hôm ấy tình cờ đi theo du ngoạn thành kể hết cho anh nghe nói xong thiên hộ vào nột cảm tạ mãi không thôi thành vào nhà trong lấy áo lụa ra cho anh rồi bày tiệc ăn mừng thiên hộ hỏi Họ cậu ở đất dự có bao nhiêu người? Nột đáp, không có ai. Cha tôi người đất tề, đến lưu ngụ ở dự. Hiền hộ nói, tôi cũng người đất tề, làng cậu thuộc hạt nào? Đáp, tôi thường nghe cha tôi nói thuộc hạt đông xương. Hiền hộ sửng sốt nói, cùng quê với tôi rồi, tại sao lại dời sang đất dự? Nột đáp, trước đó mẹ tôi bị quân lính cướp đi cha tôi gặp cảnh đốt phá tan hoang không còn gia sản. Trước đi buôn ở miền Tây, đi lại đã quen thuộc, cho nên ở lại đó. Thiên hộ lại hỏi, cha cậu tên là gì? Nột nói cho biết. Thiên hộ ngẩn người ra, nhìn nột trân trối, rồi chạy vội vào nhà trong. Một lát, thái phu nhân ra, mọi người cùng đứng dậy vái chào. Thái phu nhân liền hỏi nột, mày là cháu nội của Trương Bính hả? Đáp, Dạ phải Thái phu nhân khóc hòa lên Bảo thiên hộ rằng Nó là em mày đấy Anh em nột không hiểu ra sao Thái phu nhân nói Ta lấy cha mày được ba năm Lưu lạc ở miền Bắc Thân thế thuộc về ông chỉ huy nọ Nửa năm sau thì sinh đẻ anh mày Lại được nửa năm Ông chỉ huy mất Anh mày được tập ấm mà bổ làm quan này Bây giờ giải nhiệm rồi Thường luôn luôn nhớ quê hương Bèn bỏ họ lấy lại họ cũ, nhiều lần sai người về đất Tề nhưng chẳng được tin tức gì, biết đâu cha mày rời đi miền Tây rồi. Rồi lại bảo Thiên Hộ, mày nhận em làm con phải tội chết. Thiên Hộ thưa, ngày trước con hỏi em Thành, nó chưa bao giờ nói là người đất Tề, có lẽ nó còn nhỏ quá không nhớ chăng? Đoạn lấy tuổi ra so, Thiên Hộ 41, Thành 16, nhỏ nhất nột hai mươi tuổi là thứ hai thiên hộ được hai em rất vui mừng ăn chung một mâm ngủ chung một giường khi hiểu rõ hết được nguyên do ly tán rồi liền tính kế về quê bà mẹ sợ trương ông không dung thiên hộ thưa cha con mà dung thì ở chung một nhà bằng không thì ở riêng thiên hạ có nước nào con không cha đâu sau đó bán nhà sắp sửa hành trang ngày hôm sau đi về miền tây Đến làng rồi, Nột và Thành chạy về trước báo cho cha biết. Sau khi Nột đi khỏi rồi, vợ kế cũng chết. Trương ông vẫn ngơ quá một mình một bóng. Chợt thấy Nột vào, mừng quá, đang kinh hoàng sửng sốt, lại trông thấy Thành, càng mừng, không nói được ra lời, chỉ xa nước mắt. Hai con lại nói có mẹ con thiên hộ đến. Ông gạt nước mắt ngạc nhiên, chẳng ngờ trong cùng một ngày lại có nhiều hỷ sự như vậy. Không biết bày tỏ nỗi vui mừng như thế nào chỉ đứng ngay ra đó một lát sau thiên hộ vào vái chào xong thái phu nhân nắm lấy ông mà khóc đoạn thấy gia nhân đầy tớ theo hầu trong ngoài đông nghẹt ông chỉ đứng lên ngồi xuống không biết làm gì thành không thấy mẹ hỏi ra mới biết đã mất kêu khóc đứt hơi một hồi mới tỉnh lại thiên hộ bỏ tiền ra xây nhà lầu gác đón thầy về dạy học hai em ngựa nhốt đầy tàu người làm rộn điệp trong nhà rõ ra là một nhà đại gia. Xảo Nương Miền Quảng Đông có thân hào họ phố, tuổi ngoài 60, sinh một trai tên là Liêm, rất thông tuệ, nhưng chẳng may bị trời hoàng, 17 tuổi mà dương vật chỉ nhỏ như con tầm, xa gần biết chuyện không một nhà con gái nào dám hứa gả. Tự nghĩ phận mình dòng dõi đã tuyệt, ngày đêm lo lắng không biết làm thế nào liêm theo thầy học tập một hôm nhân thầy đi vắng ngoài cửa có gánh xiết khỉ bèn bỏ học đi xem đến chừng đoán thầy sắp về đến nơi sợ hãi bỏ trốn luôn rời nhà được mấy dặm trông thấy một nàng áo trắng dắt một con hầu nhỏ đang đi ở phía trước một lần cô gái quay đầu lại thì ra khuôn mặt diễm lệ ít ai sánh được gót sen bước có vẻ chậm rãi liêm vội đi vượt lên cô gái quay sang nói với con hầu thử hỏi chàng xem có phải định đến kẻ quỳnh không con hầu bèn gọi chàng hỏi liêm hỏi rằng có việc gì cô gái đáp ví thử có đi quỳnh thì có phong thư phiền chàng tiện đường đưa giúp về nhà hộ mẹ già tôi ở nhà cũng là người hiếu khách liêm lúc ra đi vốn cũng chưa định đi đâu nghĩ rằng lên đến hồ hải một chuyến cũng hay đèn nhận lời. Cô gái liền rút lá thư đưa con hầu, con hầu trao lại cho chàng, hỏi họ tên quê quán người nhận thì nàng đáp, họ Hoa, ở làng gái Tần, cách thành Bắc chừng ba bốn dặm. Chàng bèn đáp thuyền mà đi, đến được thành Bắc đất Quỳnh Châu vào lúc trời đã chiều tối. Hỏi thăm thôn gái họ Tần thì chẳng một ai biết cả, đành nhắm hướng Bắc mà đi, được chừng 4 năm dặm thì trăng sao đã hiện lên nhấp nháy, cỏ dại thơm lừng trải dài mờ cả mắt. Chốn đồng không chẳng có lấy một quán trọ nào, tình cảnh thật khốn quẩn. Nhìn thấy một ngôi mộ bên đường, nghĩ muốn nằm nghỉ quách bên ngôi mộ đó, nhưng lại khiếp sợ hổ lan, đèn ôm cây trèo lên, ngồi chồm hổm trên ngọn cao, nghe tiếng thông đeo xào xạc, côn trùng tỉ tê, trong lòng thản thốt, hối hận như thiêu như đốt thốt nhiên nghe bên dưới có tiếng người cúi đầu dòm xuống thì rành rành đã là một nơi sân viện một cô gái xinh đẹp ngồi trên phiến đá hai con hầu vấn tóc chăm đuốc hoa đứng hầu hai bên người đẹp quay đầu sang bên trái hỏi đêm nay trăng sáng sao thưa gói trà cô hoa vừa tặng có thể đem pha một ấm uống thưởng thức đêm thanh được đấy chàng nghĩ đây hẳn là ma quỷ trong mình sởn cả gai ốc nín hơi không dám thở Chợt một con hầu nhìn lên nói Trên cây có người Cô Kinh Hải đứng bật dậy kêu lên Trẻ ranh lớn mặt ở đâu dám mò đến đây dòm trộm người ta Chàng cả sợ, không còn chỗ nào để trốn nữa Đành ôm cây tụt xuống, phục xuống đất xin tha thứ Cô gái đến gần, đưa mắt nhìn qua một lượt Chợt đổi giận làm vui, kéo chàng dậy cùng ngồi Chàng liếc mắt ngó nàng, thì tuổi khoảng 17-18 vẻ người xinh đẹp có một nghe giọng nói cũng tiếng vùng này nàng hỏi chàng đi đâu đây đáp rằng có người nhờ đưa giúp lá thư nàng nói đồng hoang khối khách ăn đêm ngủ giữa trời sương này rất đáng ngại nếu chẳng hiềm nhà tranh vách đất xin mời vào nghỉ tạm nói rồi đưa chàng vào nhà trong nhà chỉ có một chiếc giường nàng sai con hầu sắp hai tấm chăn lên đấy chàng tự thẹn thân hình khiếm khuyết xin nằm ở dưới đất nàng cười đáp khách quý đến nhà con gái đâu dám thất lễ đòi nằm cao hơn khách chàng không biết tính sao đành phải nằm chung một giường nhưng trong lòng hoang mang lo lắng không dám tự tiện co duỗi chẳng bao lâu cô gái luồn bàn tay nhỏ nhắn qua lớp chăn cấu nhẹ vào đùi chàng chàng vờ ngủ như không biết gì lại một chốc nữa nàng mở chăn ra chui hẳn sang lay chàng chàng vẫn nằm im không động nàng thuận tay lần xuống thám thính chỗ kính, bỗng ngừng ngay lại dáng buồn thiu rồi thiểu não lật chăn trở dậy giây lát nghe có tiếng khóc chàng bàng hoàng cả người không biết chui vào đâu cho hết thẹn lại giận trời kia sao nỡ bắt người ta phải khuyết tật cô gái gọi con hầu thắp đèn lên nhìn thấy mặt nàng còn ngấn lệ con hầu kinh ngạc hỏi có điều gì buồn Nàng lắc đầu đáp Ta tự thương phận mình bạc thôi Con hầu đứng trước giường Nhìn chầm chầm xuống mặt chàng Nàng bảo Hãy gọi anh ta dậy rồi bảo xéo đi Nghe mấy lời ấy Chàng bồi phần xấu hổ Lại thêm lo Đang giữa đêm hôm tối tăm mù mịt Chẳng biết đâu mà đi Giữa lúc còn dùng dàn chưa quyết đi Một người đàn bà đẩy cửa bước vào Con hầu thưa Cô Hoa đã về chàng hé mắt nhìn trộm thì thấy bà này tuổi đã ngoại 50 nhưng còn giữ được phong vận. Thấy cô gái chưa ngủ, bà liền hỏi duyên cớ. Nàng chưa kịp đáp thì lại thấy trên giường có người nằm. bèn hỏi, nằm cùng giường là ai đây? Con hầu trả lời thay. Lúc tối có một chàng trai trẻ đến đây xin ngủ nhờ. Bà liền cười, biết đâu xảo nương hôm nay vui vầy đuốc hoa cơ chơ chợt thấy cô gái ngấn lệ chưa khô, bà kinh ngạc hỏi. Đêm hợp cẩn mà lại buồn bã khóc lóc, không phải cách, chẳng lẽ chàng ta thô bạo lắm sao? Nàng không đáp, mặt càng thêm âu sầu, bà ta định kéo vạt áo để nhìn rõ chàng, vừa động đến áo thì phong thư rơi xuống giường, nhặt lên xem, bà bỗng sợ hãi nói. Chừng nét chữ này của con gái tôi đây mà. Mở ra đọc, bà than lên một tiếng chua xót Cô gái hỏi nguồn cơn thì bà đáp Đây là thư của con ba báo tin nhà Nói rằng chàng ngô chồng nó đã mất Nó nay trơ trọi không biết nương tựa nơi đâu Chưa biết tính thế nào Cô gái tiếp Ban nãy anh ta nói là chuyện giúp lá thư cho ai đó May mà tôi chưa đuổi đi Bà già gọi chàng dậy Hỏi rõ nguyên thủy lá thư Chàng kể lại sự tình Bà bảo xa xôi làm phiền lặng lội đưa thư. Nay biết lấy gì báo đáp, lại ngắm kỹ chàng rồi cười hỏi, vì sao lại làm trái ý xảo nương? Chàng đáp, chẳng biết mình có tội gì. Bà quay sang hỏi cô gái, nàng than rằng, chỉ thương cho thân mình, sống đã vớ phải anh chồng lại cái, chết cũng lại nhà đứa bị thiến mà ăn nằm, vì thế mà tuổi thôi. Bà già quay lại nhìn chàng nói, thông minh linh lợi thế này vốn là trống mà hóa ra lại là mái ư thôi thì khách nhà tôi không thể làm phiền người khác mãi thế được nói rồi dẫn chàng sang trái nhà phía đông đưa tay sờ xuống khố mà khám nghiệm rồi vừa cười vừa nói chẳng trách nào xảo nương khóc hết nước mắt cũng phải nhưng may vẫn còn chút cuốn rễ còn có thể cố sức được bèn kheo đèn Lục hết hòm rương, lấy ra một viên thuốc màu đen trao cho chàng, bảo nuốt ngay, lại dặn nhỏ rằng đừng cử động, rồi đi ra. Còn lại một mình, chàng nằm nghỉ ngợi, không biết thuốc chữa chứng bệnh gì. Chừng khoảng canh năm tỉnh dậy, cảm thấy dưới rốn một luồng hơi nóng xông thẳng vào chỗ kính, lại lùng như có vật gì treo ở khoảng dưới háng, đưa tay sờ thử, thì ra mình đã thành một gã đàn ông hẳn hoi, trong lòng mừng đến thẳng thốt, giống như vị thượng quan thình lình được trao chính vật báu. Khi hừng đông lờ mờ chấn sông thì bà già trở lại, đem bánh mới hấp vào buồn cho chàng, lại dặn hãy cứ ngồi yên, rồi khóa trái cửa lại, ra ngoài nói với sáu nương rằng Anh chàng vất vả mang thư đến đây, hãy giữ lại đây, gọi con ba về, cho nó kết nghĩa chị em. Với lại, cũng phải đóng cửa để khỏi người ta buồn chán. Nói rồi ra cửa mà đi. Chàng quẩn quanh mãi đâm buồn, thỉnh thoảng lại đến gần khe cửa, y như con chim ngó trộm qua nang lòng. Trong xa thấy xảo nương cũng muốn gọi lại báo rõ sự tình, nhưng e thẹn ngập ngừng nên lại thôi. Mãi đến tối mịt, bà già mới dẫn con gái trở về, vừa đẩy cửa đã lên tiếng. Để sầu muộn giết mất Lan Quân rồi, con ba hãy vào mà bái tạ đi. Cô gái gặp trên đường mấy bữa trước, rụt rè bước vào, ngước nhìn chàng, e ấp vái chào. Bà mẹ bảo họ gọi nhau bằng anh em. Xảo nương cười, gọi là chị em gái cũng được. Rồi cùng kéo nhau ra gian giữa, ngồi quay quần quanh mâm rượu. Uống được vài chén, xảo nương hỏi đùa. Người hoạn thấy sắc cũng động lòng chứ. Chàng đáp, thì chân què vẫn nhớ đến giày, mắt lòa vẫn cứ loay hoay muốn nhìn mà. Ai nấy cùng cười rộ. Sáu nương lấy cớ tam nương vừa đi đường mệt nhọc, ép cô phải đi nghỉ. Bà mẹ quay sang tam nương, bảo cùng nằm chung với chàng. Tam nương xấu hổ mặt đỏ bừng, không chịu đi. Bà mẹ bảo, đây là trưởng phu mà cũng là cân quắc, còn có gì mà sợ. Rồi dục hai người vào buồn, để dặn riêng chàng. Trong thì làm rễ, ngoài cứ vờ làm con ta cũng được. Chàng mừng rỡ, nắm cánh tay nàng dắt lên giường, như dao sắc mới mài lần đầu đem thử, khoái trá thế nào cũng có thể biết rõ. Trong lúc đầu gối tay ấp, hỏi nàng, xảo nương là người như thế nào? Đáp, là ma đấy, tài sắc vô song, nhưng số phận lại thường gặp gần trắc trở. Lấy phải cậu út nhà họ mau bị bệnh liệt dương, 18 tuổi đầu vẫn chẳng nên hồn, vì thế ẩn ức không vơi được, ôm hận mà chết. Chàng thất kinh, ngờ tam nương cũng là ma nàng nói nói thật với chàng thiếp chẳng phải ma mà là hồ xảo nương sống lẻ loi không có đôi mà mẹ con thiếp lại không có nhà nên mượn tạm căn nhà này ở nhờ chàng rất ngạc nhiên nàng nói đừng ngại tuy là ma là hồ nhưng không gây họa cho nhau đâu từ đấy hàng ngày họ thường cùng nhau chuyện trò yến ẩm dẫu biết xảo nương chẳng phải là người mà lòng chàng vẫn quyến luyến nhan sắc chỉ hận một nỗi muốn được hiến cho nàng mà không có dịp chàng vốn là người hòa nhã lại giỏi yêu chiều pha trò nên dần được xảo nương rất thương một hôm mẹ con họ hoa có việc đi vắng lại đóng cửa nhốt chàng ở trong buồng chàng tức bực loanh quanh trong nhà mãi rồi đứng cách lần cửa gọi xảo nương xảo nương bảo con hầu đem chìa khóa ra thử mấy lượt thì cửa mở chàng ghé tai, xin gặp riêng. Sáu nương bảo con hầu đi chỗ khác. Chàng liền kéo nàng lên giường và nằm áp lại. Nàng đùa cợt, đưa tay sờ xuống phía dưới rốn mà bảo. Đến là tiếc, chỗ này lại khuyết mất rồi. Nói chưa dứt lời, thì tay đã chạm phải vật gì. Tay một nắm, hoảng hốt kêu lên. Sao trước lờ mờ có thấy gì đâu mà nay đã lớn võng lên nhanh thế? Chàng cười đáp trước xấu hổ vì phải sắm vai khách nên nó rụt lại. Này bị phỉ bán quá không chịu nổi nên nó làm con ếch giận dữ đấy thôi. Bèn cùng nhau giao hoang. Xong xuôi, nàng mới chợt nghĩ ra, tức tối nói. Thì ra nay mới biết đóng cửa là có duyên cớ. Hồi trước cả hai mẹ con lên đên không nơi nương nấu, đã nhường nhà cho mà ở. Rồi tam nương theo học theo thùa, cũng lại hết lòng bày vẽ, không giấu giếm tí gì. Thế mà nay lại sinh lòng đố kỵ thế đấy Chàng phải lựa lời khuyên giải Lại lấy tình thực mà nói Nhưng xảo nương vẫn hầm hực mãi Chàng bảo Giữ kính đấy nhé Cô Hoa dặn tôi nghiêm lắm Nói chưa dứt lời Thì Hoa cô đã đẩy cửa bước vào Hai người vội vàng nhõm dậy Hoa cô trừng mắt hỏi Ai mở cửa Xảo nương cười chặn lời Tự nhận mình mở cửa Hoa cô càng giận quát mắng không thôi Xảo nương vẫn cười mỉm đáp Mẹ này mới thật nực cười chứ, đã là trượng phu mà cũng cân quắc thì còn làm được gì nữa. Tam nương thấy mẹ mình và sáu nương ra sức khích bác lẫn nhau, trong lòng không yên, bèn đứng ra can ngăn, cả hai mới đổi giận làm lành. Sáu nương lời lẽ dẫu gay gắt, nhưng xem từ đầu đã muốn nhúng mình thờ tam nương làm chị. Chỉ hiềm hoa cô ngày đêm canh phòng ráo riết, nên đôi tình nhân không thể tự do thổ lộ, chỉ biết đầu mày cuối mắt đưa tình mà thôi. Một hôm, Hoa Cô bảo chàng rằng Cả hai chị em chúng nó đều đã hầu hạ anh Nhưng nghĩ lại, sống ở đây không phải là kế lâu dài Vậy anh nên về trình với cha mẹ Để sớm tính chuyện đính ước trăm năm thì hơn Liền đấy, bà sắm sửa hành trang Dục chàng lên đường Hai cô gái nhìn chàng mặt mày ủ rũ Mà xảo nương càng như không chịu nổi Lệ ròng rồng như châu sa Không lúc nào dứt Hoa cô ngăn họ lại rồi dẫn chàng ra đi. Vừa ra khỏi cửa thì lầu viện đã biến đâu mất, chỉ còn thấy một ngôi mộ hoang. Hoa cô tiễn chàng lên tận thuyền, nói Sau khi anh đi, già này cũng sẽ dắt hai con gái đến trú ngụ ở quý ấp. Nếu không quên ước cũ, thì xin đợi nhau trong đám vườn hoang nhà họ Lý để làm lễ ngân hôn. Chàng bèn trở về quê. Bấy giờ, ông già họ phó đã tìm kiếm con trai hết cách. Đang giữa lúc lòng lo như lửa đốt, thì bỗng thấy con về, mừng rỡ ngoài tưởng tượng, chàng kể lại vắng tắt đầu đuôi, nhân nói cả việc đính ước của họ hoa, cha bảo Lời nói của yêu quái sao đủ để tin, mày sở dĩ còn toàn mạng trở về cũng chỉ vì bị tật nguyền, chứ không thì đã chết rồi Chàng đáp Đám đó tuy khác loài, nhưng tình cũng như người, vốn nữa lại thông minh xinh đẹp, có lấy làm vợ cũng chẳng sợ họ hàng làng xóm chê cười cha không nói gì chỉ cười nhạt chàng bèn lui ra nhưng rồi vì ngứa nghề không đành phận bèn tư thông với con hầu dần dần giữa ban ngày cũng công khai giở trò dâm dật có muốn làm cho câu chuyện kinh động đến tay cha mẹ một hôm con hầu nhỏ lén nhìn thấy chạy đi báo với bà cụ bà cụ không tin đến gần xem bấy giờ mới đâm hoảng cho gọi con hầu đến hỏi liền biết rõ sự thật mừng quá sức gặp ai cũng nói toạt ra để chứng tỏ con mình không có tật, rắp tính chuyện hôn nhân với nhà thế gia. Chàng nói rõ ý muốn là không phải nhà họ hoa thì không lấy đâu. Mẹ nói, trên đời thiếu gì gái đẹp, hà tất phải là quỷ với yêu. Chàng đáp, con ví không có hoa cô thì đâu biết mùi đời, bội bạc người ta chẳng phải là điều hay. Ông lão họ phó nghe lời, cho một người tớ trai và một vú già đến nơi xem xét. Ra khỏi thành đông chừng 4 năm dặm thì tìm được thửa ruộng hoang nhà họ lý nhắc thấy một làn khói bốc lên nghi ngút giữa một khóm trúc bên bức tường thấp đã đổ nát bà vú bèn xuống xe rảo thẳng đến cửa thì bắt gặp mẹ con đang lau ghế cọ nhà như có chờ đợi bà vú vái chào thưa rõ lời chủ dặn nhìn thấy tam nương bà họ lý kinh ngạc mà rằng đây chính là vợ của tiểu chủ tôi sao tôi vừa thấy đã phải thương không trách công tử có mê mẩn như người mất hồn rồi hỏi luôn đến cô chị hoa cô than thở mà rằng đó là con gái nuôi của tôi ba hôm trước cháu bỗng bị bào bệnh tạ thế mất rồi nhân đó đem rượu thịt ra thết đãi bà vú và người tớ trai bà vú trở về thuật rõ dung mạo cử chỉ của tam nương cả ông bà đều vui mừng sau cùng mới nói đến tin xảo nương mất chàng nghe đau đớn muốn trào nước mắt đến đêm ngân hôn gặp mặt hoa cô tự mình hỏi lại Hoa cô đáp Đã đầu thai ở đất Bắc rồi Chàng than thở dây lâu Đón tam nương về rồi Mà rốt cuộc vẫn không dứt tình được với xảo nương Hãy nghe có người nào ở kẻ quỳnh mới đến Đều cho gọi đến hỏi chuyện Có người cho biết Dưới mộ cô gái họ tần Đêm đêm vẫn nghe tiếng quỷ khóc Chàng ngờ có sự lạ Vào bảo lại với tam nương Tam nương trầm ngâm một lúc lâu Rồi khóc mà nói Em phụ chị rồi Gạn hỏi lại thì đáp rằng thú thực lúc mẹ con thiếp ra đi không nói cho chị ấy biết tiếng gào oán đó chẳng phải của chị ấy thì còn ai nữa trước đã định bảo thật cho nhau nhưng lại sợ phơi bày tội lỗi của mẹ chàng nghe đoàn đổi buồn làm vui lập tức cho sắm sửa xe cộ ngày đêm vượt đường đi gấp rủi đến trước mộ nàng gõ vào tấm mộc chủ cắm ở mộ mà gọi to lên xảo nương xảo nương anh ở đây giây lát thấy cô gái ẩm một đứa trẻ từ trong mồ chui ra, đau đớn ngước đầu lên, mắt nhìn ai oán không dứt. Chàng cũng ngậm ngùi rơi lệ, sờ vào đứa bé trong lòng hỏi con ai. Xảo nương đáp, đây là cái mầm oan nghiệt của chàng để lại, sinh được ba tháng rồi. Chàng nói, trót nhầm nghe lời cô Hoa, khiến mẹ con phải chôn chặt mối hờn ở dưới lòng đất, tội thật không tha thứ được. Rồi cùng nhau dắt díu lên xe, đi biển xuống thuyền mà về ôm con vào trình mẹ. Mẹ nhìn thấy đứa bé mặt mũi khôi ngô, thân thể khỏe mạnh, không giống với loài yêu ma, càng thêm mừng rỡ. Hai cô gái sống hòa thuận, thờ bố mẹ chồng rất có hiếu. Về sau, ông phó bị bệnh, mời thầy thuốc đến, xảo nương bảo, bệnh không làm gì được nữa, vì hồn đã lìa khỏi xác. Nàng đôn đốc sắm đồ tan liệm, xong đâu đấy thì ông mất. Đứa bé lớn lên giống cha, phần thông tuệ còn trội hơn, 14 tuổi đã vào học nhà phán. Ông già ở Cao Bưu, Hiệu Tử Hà, từng làm khách đất quảng nghe được chuyện này. Chỉ có tên làng xóm thì nhớ không chính xác. Và chung cục câu chuyện ra sao cũng không được rõ. Trừ hồ, nguyên tác, phục hồ Có ông thái sử nọ bị hồ ly ám, mắc bệnh gầy mòn, cầu cúng bùa phép đủ nơi cũng không khỏi, bèn xin nghỉ về quê mong tránh được. Nhưng thái sử đi thì hồ ly cũng đi theo, thái sử sợ lắm không biết tính cách nào. Một hôm, thái sử dừng lại ở ngoài cửa huyện Trác, gặp một thầy lang dạo tự nói rằng mình phục được hồ. Thái sử bèn đón vào, thầy lang trao thuốc cho, thì ra thuốc cường dương và dục thái sử uống. Khi uống thuốc xong vào phòng giao hoang với hồ ly, khỏe mạnh vô cùng, Hồ Ly lăn lộn kêu vang xin thôi, vùng vẫy muốn thoát ra mà không sao thoát được. Một lát không nghe thấy tiếng kêu nữa, nhìn xem thì Hồ Ly đã hiện nguyên hình mà chết rồi. Tuần chuột, nguyên tác, thử hí Lại có người ở chợ Trường An trình diễn tuần chuột. Người ấy lưng đeo một cái đẩy, ở trong nuôi hơn 10 con chuột nhỏ thường ở chỗ đông người, lấy ra một cái giá gỗ nhỏ đặt trên vai, nghiễm nhiên như là sân khấu, rồi gõ phách, hát các bản tuồng cổ, vừa cất tiếng ca thì chuột trong đẩy chui ra, đeo mặt nạ, mặc quần áo nhỏ vào, từ lưng leo lên sân khấu, đứng hai chân như người. Múa có vai nam vai nữ, vui buồn đều hợp với tiết mục trong tấn tuồng. Người tí hon nguyên tác tiểu nhân Trong thời Khang Hy Có một thuật sĩ mang theo một cái tráp Ở trong tráp đựng một người tí hon Cao độ hơn một gan tay quan tiền cho Thì hắn mở tráp bảo người tí hon ra ca một khúc Rồi lui Đến huyện dịch quan tể huyện dịch thu cái tráp Đem về dinh xét hỏi tỉ mỉ lai lịch người tí hon Lúc đầu người ấy không nói Căng vặn mãi mới khai họ hàng quê quán Nguyên trước kia, người ấy là học trò hiếu học đi học về bị thuật sĩ mê hoặc cho uống thuốc thân thể bỗng co rút lại hắn bèn mang đi dùng làm trò quan tể nổi giận giết chết thuật sĩ giữ đứa học trò lại muốn chạy chữa cho nó nay vẫn chưa tìm được phương thuốc nào lương ngạn nguyên tác lương ngạn lương ngạn ở từ châu mắc bệnh sổ mũi lâu ngày không khỏi một hôm đang nằm thấy ngứa mũi lạ lùng vội dậy hắt hơi một cái có vật vụt ra rơi xuống đất hình giống con sâu trên mái nhà nhỏ bằng đầu ngón tay lại hắt hơi rơi ra một con nữa hắt hơi bốn cái rơi ra bốn con bò ngọ ngoại xúm lại ngửi nhau một lát con khỏe ăn thịt con yếu ăn xong một con thì thân thể nó vụt lớn lên trong nháy mắt ăn thịt nhau hết chỉ còn lại một con lớn như con chuột đồng vậy thè lưỡi liếm vòng quanh mép Lương ngạc nhiên lắm, dẫm lên nó, con vật theo bít tất leo lên, dần dần bò đến giữa đùi, rủ áo cho nó ra, nó bám chặt không rời. Trong giây lát, chui qua gấu áo, bò lên cạnh sườn. Lương sợ quá, vội cởi áo ném xuống đất, rồi thấy nó đã bám chặt ở co lưng, lay không động, đèn thấy đau. Rút cục thành cái bướu, ngậm miệng nhắm mắt y như con chuột nằm vậy. Hồng Ngọc Ông cụ họ Phùng, người Quảng Bình, có một con trai tên là Tương Như, hai bố con cùng là học trò. Ông Phùng tuổi gần 60, tính ương ngạnh mà nhà vẫn thiếu thốn. Trong khoảng vài năm, vợ và con dâu lại cùng mất cả, việc cơm nước đều phải tự làm lấy. Một đêm, Tương Như ngồi dưới bóng trăng, chợt thấy người con gái láng giềng từ bên kia tường dòm sang, chàng nhìn thấy đẹp Đến gần thấy hé cười, Lấy tay vẫy không đến, Cũng không đi, Cố nài mãi mới trèo thang sang, Liền ăn nằm với nhau, Hỏi họ tên, cô gái nói, Thiếp là con gái nhà láng giềng, Tên là Hồng Ngọc, Chàng rất yêu, Xin cùng nàng tính chuyện lâu dài, Cô gái nhận lời, Từ đấy đêm đêm thường đi lại, Được độ nửa năm, Một đêm, ông Phùng thức dậy, Nghe có tiếng con gái cười nói, dòm vào gian nhà của con thì nhìn thấy cô gái giận lắm gọi chàng ra mắng đồ súc sinh làm cái trò gì thế cửa nhà xa sút như thế còn không biết chịu khó gìn giữ lại còn học thói đàn điếm ư người ta biết ra thì phẩm hành của mày còn là gì nữa dẫu người ta không biết thì tuổi thọ của mày cũng giảm chàng quỳ xuống nhận lỗi khóc xin hối cải ông cụ mắng cô gái con gái không biết giữ phép buồn khuê đã nhuốc mình lại làm nhuốc cả người nếu việc vỡ lỡ ra hẳn không chỉ một mình nhà này xấu hổ mắng xong bực tức trở về nhà ngủ cô gái chảy nước mắt nói lời bố quở trách thật là thèn nhục duyên phận hai ta thôi thế là hết chàng nói còn cha con không tự quyết định nếu nàng còn có tình thời nên cố gắng ngậm tuổi làm lành cô gái muốn quyết tuyệt chàng nghe sa nước mắt cô gái lại khuyên giải nói thiếp với chàng không có lời của mối lái không có lệnh của cha mẹ chỉ là trèo tường chui gạch mà theo nhau thì sao có thể cùng nhau đầu bạc được vùng này có một người tốt đôi với chàng có thể hỏi làm vợ chàng phàn nàn nhà nghèo cô gái nói tối mai xin đợi tôi sẽ mưu tính cho đêm hôm sau quả nhiên cô gái đến bỏ 40 lạng bạc ra tặng chàng, nói rằng Cách đây 60 dặm ở thôn Ngô, có người con gái họ vệ, tuổi đã 18, còn cao giá nên chưa ai lấy. Chàng đưa nhiều tiền thì ắt phải xong việc. Nói xong từ biệt mà đi. Chàng tự lúc thuận tiện, thưa với bố, muốn xin đi xem mặt, nhưng câu chuyện số tiền thì giấu đi, không dám nói cho bố biết. Ông Phùng tự lượng nhà nghèo, lấy cớ đó gạt đi chàng lại tìm lời ôn tồn nói với bố, cứ thử đến xem cho biết thôi. Ông cụ gật đầu. Chàng bèn thuê đầy tớ và người ngựa đi đến nhà họ vệ. Vệ vốn là người làm ruộng, chàng gọi ra ngoài nói chuyện riêng. Vệ biết chàng là con nhà dòng, lại thấy dáng vẻ đàng hoàng trong bụng đã bằng lòng, nhưng còn ngại chàng kỳ kèo chuyện tiền nông. Chàng nghe ông cụ nói ngập ngừng, đã biết, bèn dốc tiền trong túi ra, bày lên bàn vệ mừng nhờ người học trò bên láng giềng đứng giữa viết tờ giấy đỏ mà giao ước với nhau chàng vào nhà chào lầy cụ thấy nhà cũng chật hẹp cô gái đứng nắp sau mẹ chàng đưa mắt nhìn tuy ăn mặc xoèn xoàng mà thần sắc tinh anh rực rỡ bụng mừng thầm vệ mượn tạm nhà bên để tiếp đãi chàng rể và nói công tử không cần đón dâu đợi may được ít quần áo sẽ đưa đến tận nơi Chàng liền hẹn ngày rồi về, nói dối với bố rằng họ vệ mến nhà ta dòng dõi thanh bạch nên không đòi tiền. Ông cụ cũng mừng. Đến ngày hẹn, vệ quả đưa cô gái đến. Cô gái siêng năng dè sẻn, lại thuần tục, nét na, tình nghĩa vợ chồng thật là thấm thiết. Hơn hai năm sau, sinh được một con trai đặt tên là Phúc Nhi. Nhân ngày Tết Thanh Minh, bố con đi thăm mộ, gặp kẻ thân hào trong huyện họ tống tống nguyên làm quan ngự sử trong triều phạm tội tham tàn phải cách chức về làng nhưng vẫn dương oai hà hiếp người hôm đó cũng đi thăm mộ về thấy cô gái cho là đẹp hỏi người trong thôn biết là vợ chàng nghĩ phùng là học trò nghèo đem nhiều của ra dụ dỗ có thể làm cho đổi lòng liền sai người bắn tin cho chàng chàng nghe thấy giận hiện ra mặt rồi lại nghĩ thế không địch nổi với Tống, bèn nén giận, làm vẻ tươi cười về nói với bố. Ông Phùng giận lắm, chạy ra trước mặt người nhà họ Tống, trỏ trời vạch đất, mắng nhiếc tàn tệ. Tên người nhà ôm đầu lủi đi mất. Họ Tống cũng tức giận, sai mấy đứa xông vào nhà chàng, đánh cả bố lẫn con, làm sôi sùng sục. Cô gái nghe thấy, bỏ con xuống giường, xóa tóc, chạy ra kêu cứu. Chúng bèn cướp lấy, khiêng lên rồi ầm ầm kéo đi. Hai bố con bị đánh sụm, rên rỉ trên đất, đứa bé khóc oe oe trong nhà. Hàng xóm láng giềng cùng thương hại, sóc đỡ đặt lên giường. Qua ngày sau, chàng chống gậy mới đứng lên được, còn ông cụ thì tức giận không ăn rồi thổ huyết mà chết. Chàng lăn khóc, ẩm con đi kiện đốc phủ, kiện hầu khắp mọi nơi, rút cục vẫn không thắng, sau lại nghe nói vợ không chịu khuất phục mà chết lại càng đau xót khí hoang đầy bụng không lối nào giải bày được thường nghĩ muốn đón đường đâm tống chết nhưng lo đầy tớ nó đông con nhỏ lại không gửi được ngày đêm buồn bã nghĩ ngợi hai mắt không chợp nổi chợt có một người đàn ông đến viếng nhà râu quăng hàm bạnh xưa nay chưa từng quen chàng mời ngồi toan hỏi họ tên quê quán khách đã vội nói trước Ông có cái thù người ta giết mất bố, cướp mất vợ mà không báo ư. Chàng ngỡ là người của Tống sai đến dò hỏi, nên chỉ trả lời ậm ừ cho xong. Khách giận, mắt trợn tròn muốn rách khóe, liền bước ra nói. Tôi tưởng anh là người, này mới biết anh là thằng hèn, không đáng đếm xỉa. Chàng xét thấy có cái gì là lạ, liền quỳ xuống, kéo áo khóc nói rằng. Thực ra, vì sợ là người nhà họ Tống đến dò la, nay xin giải bày hết tâm can cái điều nằm gai nếm mật của tôi kể đã nhiều ngày rồi vậy chỉ thương hòn máu trong bọc này sợ rồi tuyệt tự mất ngài là bậc nghĩa sĩ liệu có thể cho tôi gửi đứa con coi được chăng khách nói đó là việc của đàn bà con gái tôi không làm được cái việc ông muốn nhờ người xin hãy tự làm lấy còn cái việc ông muốn tự làm thì tôi xin làm thay cho chàng nghe nói đập đầu xuống đất khách chẳng thèm ngoái lại bỏ đi ra chàng chạy theo hỏi họ tên đáp rằng việc không xong không oán việc xong không nhận ơn rồi đi liền chàng sợ vạ đến mình ẩm con đi trốn đến đêm cả nhà họ tống đang ngủ có người vượt qua mấy lần tường giết ba cha con nhà ngự sử với một thị tì một con dâu nhà họ tống làm tờ cáo trạng quan quan rất kinh hãi tống cố vu cho tương như vì thế quan cho lính đi bắt chàng chàng trốn không ai biết là đi đâu vì thế càng cho là thật đầy tớ nhà họ tống cùng với nhà quan đi lùng khắp nơi đêm đến núi nam sơn nghe có tiếng trẻ con khóc lần tìm ra được liền trói mang về đứa bé càng khóc dữ chúng liền giật lấy vứt đi chàng oan ức muốn chết khi gặp quan lệnh ở huyện quan hỏi tại sao giết người chàng thưa thật là oan nhà họ tống chết về đêm tôi ra đi từ ban ngày vả lại ấm đứa nhỏ khóc oe oe như vậy thì leo tường giết người sao được quan lệnh nói không giết người sao lại đào tẩu chàng đuối lý không biện bạch được nữa liền giam vào ngục chàng khóc nói rằng tôi chết cũng không tiếc nhưng đứa bé một côi kia có tội tình gì quan lệnh nói mày giết con người ta đã nhiều thì giết con mày còn oán gì nữa chàng bị lột áo mũ nho sinh lại bị cùm kẹp đánh đập khổ sở nhưng rút cuộc vẫn không nhận quan lệnh đêm hôm ấy nằm ngủ bỗng nghe có vật gì cắm phập vào giường kêu bần bật thành tiếng sợ quá kêu lên cả nhà giật mình thức dậy xúm lại đốt đuốc soi thấy một con dao ngắn lưỡi sắc nhọn sáng loáng găm vào giường sâu xuống gỗ đến hơn một tấc chặt cứng không thể rút ra được quan lệnh trông thấy sợ hết hồn vía cho người cầm giáo đi lùng khắp nơi cũng không thấy tung tích gì cả bụng cũng nản lại nghĩ người nhà họ tống đã chết rồi không có gì phải kiền họ nữa bèn trình bẩm lên quan trên để giải oan cho chàng rồi tha về chàng về đến nhà trong hũ không còn một đấu gạo một mình một bóng ngồi trong bốn bức tường mà thôi may được nhà hàng xóm thương xót cho ăn uống tạm bợ sống qua ngày Nghĩ đến cái thù lớn đã trả được thì mừng đến tươi tỉnh lại. Nhưng nghĩ đến cái họa thảm khóc, suýt nữa chết cả một nhà thì nước mắt lại đầm đìa xa xuống. Lại nghĩ nửa đời nghèo sơ sát, dòng giỏi không ai nói. Thì ở nơi vắng người bỗng khóc rống lên, khẳng cả tiếng không tự nén giữ được. Như thế chừng nửa năm, việc bắt bớ cũng nhạt dần, bèn kêu xin với quan huyện, được mang hài cốt họ về về. Chôn cất xong, đau xót muốn chết, một mình trằn trọc trên giường, nghĩ không còn cách gì để sống. Bỗng có người gõ cửa. Chàng chú ý lắng nghe, thấy ngoài cửa có tiếng một người đang nói chuyện với trẻ con. Chàng vội dậy, dòm xem thì hình như một người con gái. Cánh cửa vừa mở, liền hỏi. Cái hoàng lớn đã được rửa, mày không việc gì chứ? Tiếng nói nghe quen lắm, mà trong lúc thản thốt không thể nhớ được. Đánh lửa soi, thì ra hồng ngọc dắt một đứa nhỏ cười đùa ở dưới đầu gối chàng chẳng kịp hỏi ôm lấy cô gái mà òa khóc cô gái cũng thảm đạm lắm rồi đẩy đứa bé mà nói mày quên bố mày rồi ư đứa bé nắm lấy áo cô gái mắt chòng chọc, chọc nhìn chàng chàng nhìn kỹ thì ra phúc nhi giật mình kinh hãi khóc mà nói rằng sao con lại về đây được cô gái nói nói thật với chàng Trước kia Thiếp nói là con gái bên láng giềng là nói dối đấy. Thiếp thực là hồ, nhưng đi đêm thấy tiếng trẻ khóc trong hang, liền bế về nuôi ở đất tầng. Nghe nạn lớn đã yên, nên đem con về cùng chàng đoàn tụ. Chàng gạt nước mắt lầy tạ, đứa bé ngồi trong lòng cô gái y như nương tựa vào mẹ đẻ, thật không nhận ra bố nữa. Trời chưa sáng, cô gái đã trở dậy, hỏi thì đáp. Kẻ hèn mọn này muốn đi đây chàng chưa mặc áo quỳ ở đầu giường khóc không ngẩng mặt lên được nữa cô gái cười nói rằng thiếp nói dối chàng đấy nay nhà đương gây dựng lại không thức khuya dậy sớm sao được rồi phát cỏ quét dọn làm như đàn ông vậy chàng lo nhà nghèo túng không thể đủ ăn cô gái nói chỉ xin chàng cứ việc buôn màn đọc sách không phải hỏi đến thiếu đủ may không đến nỗi chết đói nào rồi bỏ tiền sắm khung cưỡi dệt vải. Lại thuê vài mươi mẫu ruộng, mướn người cày cấy, vác phạt đi phát tranh, kéo lá lợp nhà. Hằng ngày như thế coi như việc thường. Làng xóm nghe nói có vợ hiền, càng vui lòng giúp đỡ. Chừng nửa năm sau, cảnh nhà thịnh vượng, như thể một nhà giàu lớn. Một hôm chàng nói, sau lúc cho tàn, nhờ mình tay trắng gầy dừng lại, nhưng còn một việc chưa được thỏa mãn, biết làm thế nào hỏi là việc gì chàng đáp kỳ thi sắp đến mặc khăn áo chưa lấy lại được cô gái cười nói trước đây thiếp đã lấy bốn lạng vàng gửi lên quan quản văn đã lấy lại được tên vào sổ đợi chàng nhắc thì đã lỡ lâu rồi còn gì chàng càng cho là thần hoa ấy chàng đổ thi hương bấy giờ tuổi vừa ba mươi sáu ruộng tốt liền bờ nhà cửa cao rộng cô gái người vẫn mảnh dẻ tưởng như gió thổi là bay mà làm lụng quá con nhà nông. Tuy mùa đông rét buốt vẫn chịu khó làm mà bàn tay vẫn mềm mại như mỡ đông. Tuổi 38 mà người ta trông chỉ chừng đôi mươi.